Audio Jungle. Audio Jungle. Khi bị bong gân. Trong lao động, sinh hoạt, chơi thể thao, nếu không đúng cách rất dễ bị bong gân. Bong gân là những tổn thương dây chằng do cử động quá mức của khớp làm cho khớp sưng, đau nhức nhưng vẫn cử động được. Bất cứ khớp xương nào trong cơ thể cũng đều có thể bị bong gân, nhưng thường gặp nhất là khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp gối. Bộ phận bị thương có những dấu hiệu như đau, khó cử động, sưng, phù nề, bầm tím, biến dạng. Mẹo và cuộc sống sẽ hướng dẫn bạn phương pháp sơ cứu khi bị bong gân kịp thời để tránh tổn thương nặng hơn. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Các mức độ bong gân. Bong gân có thể ở nhiều mức độ khác nhau, như từ nhẹ chỉ là tổn thương một vài bó sợi hay giãn dây chằng mà không làm đứt dây chằng. Nặng hơn, dây chằng có thể bị đứt một phần và còn lại vẫn còn nguyên, nhưng cũng đủ để làm lỏng lẻo khớp nếu không điều trị đúng. Và nặng nhất là tình trạng đứt hoàn toàn dây chằng làm khớp lỏng lẻo. Các triệu chứng khi bị bong gân. Các biểu hiện của bong gân rất giống với gãy xương. Triệu chứng có thể là đau, tăng lên khi đi lại, lúc sau thì sưng và bầm tím. Khi bị bong gân, người bệnh cảm thấy đau nhói như điện giật ở vùng khớp bị trèo, sau đó khớp tê dại không còn đau nữa. Khoảng 1 giờ sau, cảm giác đau nhức dần dần trở lại. Nếu nhẹ nhàng lật khớp lại giống như lúc bị chấn thương, người bệnh sẽ thấy đau nhói như điện giật, sưng xung quanh khớp, da vùng khớp tái nhợt do chảy máu trong và biến loạn vận mạch. Nếu bong gân ở bàn chân, mắt cá chân, bệnh nhân sẽ không bước đi được nữa, phải đặt bàn chân nằm xuống đất. Thông thường trong hầu hết các trường hợp phải chụp X-quang mới phát hiện và phân biệt được tình trạng bong gân hay gãy xương. Cách xử lý khi bị bong gân. Kê hoặc nâng cao nhẹ nhàng nơi bị tổn thương để ngăn ngừa hoặc hạn chế sưng. Hạn chế cử động chỗ bong gân để chi bị thương không bị tổn thương nặng hơn. Bạn có thể làm được điều này bằng cách sử dụng bất kỳ thứ gì, từ nẹp cho đến nạng. Chườm nước đá hoặc nước lạnh lên khớp bị đau, làm lạnh vùng bong gân trong 10 đến 15 phút để làm mất đau và giảm sưng. Cố gắng chườm đá càng sớm càng tốt sau khi bị thương. Nếu bạn dùng đá, hãy cẩn thận không dùng quá lâu vì có thể gây tổn thương mô. Băng ép nhẹ vùng bong gân bằng băng cuộn hay vải, băng thun. Bạn tiến hành băng ép khớp bị bong gân lại. Làm như vậy sẽ giúp giảm đau, giảm sưng và nâng đỡ chỗ bị tổn thương. Sau khi băng, hỏi nạn nhân có tê các đầu chi không để điều chỉnh độ mở của băng phù hợp. Cần quan sát xem các đầu chi có tái nhợt không, nếu có thì băng lỏng hơn. Nếu là bong gân độ 1, khi đã hết đau, bệnh nhân có thể bắt đầu vận động khớp trở lại. Để điều trị bong gân độ 2, 3, phải làm băng bột để bất động khớp trong 4 đến 6 tuần, sau đó tập vận động từ nhẹ đến nặng. Cách điều trị bong gân độ 3, đặc biệt là ở khớp gối, khớp cổ chân đối với người trẻ, là khâu tái tạo dây chằng bị đứt kết hợp với bất động trong 6 tuần. Những cách làm trên chỉ áp dụng với những trường hợp bị bong gân nhẹ, dây chằng chỉ bị giãn hoặc bị đứt không hoàn toàn. Chấn thương chỉ gây ra những rối loạn sinh lý, khớp vẫn còn vững chứ không bị lỏng lẻo. Còn đối với những trường hợp bong gân nặng, không cử động được khớp, dây chằng khớp bị đứt hoàn toàn hoặc bị bong điểm bám làm cho khớp lỏng lẻo, kéo theo nhiều biến chứng, bị sốt hoặc không đỡ sau 2 ngày, bạn hãy đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Lưu ý. Quan niệm của người bệnh thường cho rằng bong gân không quan trọng nên tự điều trị, dùng rượu xoa cao vào nơi bị tổn thương. Đây là sai lầm nghiêm trọng, vì tổn thương dây chằng nghiêm cấm dùng các chất nóng tác động tại chỗ, do những chất này gây chảy máu mạnh hơn, trong khi tổn thương này cần dùng các thuốc gây lạnh và làm giảm đau tại chỗ. Tuyệt đối không xoa bóp bất cứ thứ gì, dù là mật gấu chính danh. Các phương pháp dân gian như chườm lá, bóp muối, vân vân là nên tránh. Băng ép bằng cách dùng băng thun băng nhẹ nhàng, không ép quá cũng không lỏng quá, chỉ nên hơi căng nhẹ cuộn băng thun, băng theo kiểu lợp ngói, nghĩa là lớp băng sau chồng lên 2/3 lớp băng trước, băng từ ngọn chi đến qua khớp bị bong gân. Kê cao chi bằng cách nằm gác chân lên gối ôm khoảng 10cm là vừa. Nếu ngồi thì chân kê cao ngang hông, khung chậu. Nếu tay thì treo tay vào cổ, hoặc nếu nằm thì tay để trên bụng. Hạn chế đi lại, chạy nhảy nếu bị bong gân vùng chân, nếu không sẽ làm máu dồn xuống chân làm sưng chân. Nếu bị bong gân cho chơi thể thao, có thể dùng eltachlorua xịt vào nơi bong gân để gây tê làm lạnh tại chỗ, giúp giảm đau cho người bệnh. Ngoài ra có thể dùng thuốc giảm đau, tiện nhất là Elexen, uống 1-2 viên một lần, 3 lần trong ngày. Không dùng aspirin vì thuốc này chống ngưng kết tiểu cầu, gây chảy máu. Gọi cấp cứu ngay nếu không cử động được khớp. Điều này có thể có nghĩa là dây chằng đã bị đứt hoàn toàn. Trên đường tới bác sĩ, hãy liên tục chườm lạnh. Có dấu hiệu sốt và vùng bị bong gân đỏ và nóng, đây có thể là dấu hiệu vết thương bị nhiễm trùng. Trường hợp bị bong gân nặng, điều trị không thích hợp hoặc chậm trễ có thể làm khớp mất ổn định lâu dài hoặc đau mãn tính. Tình trạng bong gân không đỡ sau 2-3 ngày đầu, tuyệt đối không nên thoa bóp dầu nóng và không nên cố gắng nắn khớp.
trợ khi bị bong gân. Cháo thịt cua. Bạn chuẩn bị cua 2 con, gạo 50g. Trước hết lấy thịt cua và gạch cua để sẵn. Gạo vo sạch đổ vào nồi, thêm nước nấu cháo. Cháo chín cho thịt cua, gạch cua vào cùng với gừng sống, giấm, nước tương, đun sôi lên là được. Ăn trong bữa cơm giúp nuôi dưỡng khí huyết, liền xương tiếp gân, chữa trật khớp sưng đau rất hiệu quả. Canh xương ống heo với đan sâm. Chuẩn bị 500g xương ống heo, 250g đậu tương, đan sâm tím 50g. Đan sâm rửa sạch, bỏ tạp chất cho vào nồi, đổ nước vừa đủ luộc đan sâm trong 1 giờ. Dùng nước này để nấu xương heo. Đậu tương tới chín nhừ, nêm gia vị vừa ăn, thấy nước sôi lại là được. Chia làm 2-3 lần trong ngày, giúp bổ xương, sinh tủy hoạt huyết giảm đau, chữa cổ chân trẹo, trật khớp sưng đau rất hay. Hãy cùng Mẹo và Cuộc Sống chia sẻ mẹo này đến mọi người để cùng